mua mua dấu vợ hả? Ok, đây vừa rồi hai bác đến tận nơi và nghe thử cái cục đẩy X7 DAC-5H. Vâng, vừa rồi em đã test một bộ dàn karaoke của anh An ở Long An. Đây là anh nghe không? Anh nghe cục đẩy hay quá, anh lấy luôn cục đẩy X7 DAC. Anh cứ nói là theo dõi anh Hoàng Long cho em. Vâng. Đó. Rất tuyệt vời, anh nghe theo dõi Hoàng Long 2 tháng này. Ngày nào cũng xem hả anh? Ngày nào cũng xem. Có đăng ký kênh chưa? Có đăng ký rồi. Chắc là anh là một trong số những người giúp em đạt nút bạc. Vâng. Đấy, cảm ơn anh. Đó. Rất tuyệt vời. Cái bộ này thì đại anh em chúng em vừa test ghép cho gửi chuẩn bị gửi cho anh An ở anh An ở Long An đây. Cái bộ này thì lát nữa chúng em sẽ đóng hàng gửi đi bưu điện. Bộ của anh An thì gồm một cục đẩy X7DC này, một chiếc nâng tiếng, một đôi loa G4000 và tặng kèm một cặp mic không dây. Đó. Hát rất hay luôn các bạn nhá. Đâu cái đẩy của anh đây? Đẩy của anh đây được. Đây đúng không Tuấn? Có dây, có tặng cho anh dây quang này. Đây anh cắt cho anh mấy mét dây loa. Anh đem mấy mét nhỉ? Cho anh tầm 5-6 mét đi. Mỗi bên 2 mét không anh? Thế thì 4 mét cắt cho anh 5 mét được. 7 triệu. Dây rắc tặng kèm thêm cho anh. Ok, dây qua thì ok. Đổi kẹo kéo luôn. Dịch mới cần phải mua loa nhá. Bình thường anh em đi làm hết thì phải ăn đâu ở nhà mà hát. Dịch ở nhà mới cần phải chơi nhá. Đây ở Phú Quốc người ta còn mua này anh ở gần đây. Hôm nào tống đô la cũ đi lấy hẳn đô la này chơi nào. 35 củ. 35 triệu được tặng cái này này. Đúng rồi, tặng cục đẩy X7 đấy. Cái này là 10 triệu. Vâng. Xem hết rồi mà. Xem hết rồi, thuộc hết rồi cơ. Thuộc luôn cả giá. Dạ. Xong rồi đấy ạ. Đây đủ hết rồi. Nó đi. Vâng. Em cảm ơn hai anh nhá. Dạ vâng. Cảm ơn hai. Đúng rồi. Có đồ chơi ngay. Ship thì lại phải đợi. Không, nếu mà xe ôm phi lên cho anh thì trong ngày được thôi. Mà... Rồi, cảm ơn hai anh nhá. Điện rồi nhưng mà thấy hai cuộc gọi bận, thấy chắc có đồng khách. À, vâng vâng, thế điện thoại nổ liên tục ấy. Cảm ơn hai anh nhá.